Đừng tiếc like và comment khi xem video. Dân gian có câu: biển cả mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Hay công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúng ta mỗi khi đi trên đường phố hay bắt gặp những băng rôn áp phích để nhiều câu khẩu hiệu, trong đó có câu "đừng chết vì thiếu hiểu biết". Câu này khiến chúng ta tò mò và suy gẫm: ai đã chết vì thiếu hiểu biết, và thiếu hiểu biết về cái gì, và muốn có hiểu biết ta phải làm sao? Một loạt những câu hỏi đặt ra trong đầu cần giải đáp. Đức Phật đã từng dạy: tất cả những tội lỗi sai lầm đều do vô minh mà ra. Vô minh là đen tối, là không có trí tuệ. Không có trí tuệ để hiểu thấu suốt tất cả mọi vấn đề. Nên mỗi khi chúng ta hành động trong vô minh, cũng giống như ta đi trong đêm tối mà không có đuốc, dễ dàng sụp hầm hố gai chông, có khi thiệt mạng. Vậy vô minh là thiếu hiểu biết, tức là chúng ta không biết những thứ mà chúng ta cần phải biết. Trên đời này, chúng ta biết thì quá ít, nhưng những thứ chúng ta không biết thì quá nhiều. Trong 15 điều răn dạy của Phật, có một điều là tội lỗi lớn nhất của đời người là tội bất hiếu. Hay sách có câu: thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa di tiên. Trong 5 tội vô gián, tức cực trọng tội, có tội giết cha, giết mẹ. Tại sao con người ta lại phạm tội lỗi lớn nhất đời người? Chính vì chúng ta thiếu hiểu biết. Nếu chúng ta hiểu biết thì chúng ta sẽ dễ dàng tránh đi. Chúng ta tránh được có nghĩa là tội lỗi lớn nhất đời người ta không phạm. Và ngược lại, chúng ta biết mà thủ hiếu thì phước báo cũng rất to lớn. Vì thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa di tiên mà. Trong Hiếu Kinh Phật dạy: hạnh hiếu là hạnh Phật. Gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ, tức là thờ Phật dạy. Đối với chúng ta, cha mẹ như là Phật, Bồ Tát, thương yêu, dạy dỗ, chăm sóc, hy sinh như thế nào, ta tìm hiểu nghĩa lý trên để không phải hối hận khi đã muộn màng. Nhân trung hiếu nghĩa là nội dung chúng ta đề cập. Bổn phận của con người đối với cha mẹ như thế nào? Nhất là thời buổi này, rất nhiều người than phiền về những đứa con ngỗ nghịch. Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước. Nếu thế hệ trẻ hiểu biết, nghe lời cha mẹ dạy bảo, luôn luôn hướng tâm đến giá trị cao đẹp thiêng liêng, thì thế hệ đó mới có thể làm chủ vận mệnh của đất nước. Quyển sách này như một món quà nhỏ gửi đến thế hệ trẻ hôm nay với tất cả tấm chân tình. Thích Trí Huệ. Làm con phải biết. Chúng ta ai ai sanh ra trong cuộc đời này cũng phải có cha, có mẹ, trừ nhân vật Tôn Ngộ Không trong chuyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Khi vừa lọt lòng mẹ, những dòng sữa ngọt ngào nuôi ta khôn lớn. Khi đi học thì đòi mua quần áo mới, cặp sách mới, xe mới, giày dép mới. Khi cha mẹ không đáp ứng nhu cầu của mình thì chúng ta giận dỗi, bứt tóc, bứt tai. Khi bệnh, có mẹ đầu giường thức suốt canh thâu, cha thì chạy đôn chạy đáo kiếm tiền lo cho con. Chúng ta may mắn là còn có cha, có mẹ, được ở trong vòng tay thương yêu, chiều chuộng. Vậy mà có những người không được cái hạnh phúc mà ta tưởng chừng như đơn giản ấy. Tâm lý con người, cái gì có ta không biết gìn giữ nâng niu, đến khi mất rồi lại nuối tiếc ngẩn ngơ. Có một người đàn ông xa cơ đi lạc vào một xóm nghèo ở Cà Mau mấy mươi năm trước. Anh ta vào nhà nọ, anh chỉ mặc độc nhất chiếc quần đùi, có vẻ đói khát lắm. Thấy tội nghiệp, cô bé vào nhà lấy cho anh một tô cơm với cá kho. Ăn xong, cô vào lấy bộ đồ mới nhất của cha mình cho ông ta mặc. Và mẹ cô bé còn
còn cho anh một ít tiền để anh lộ phí về quê. Sanh dưỡng cù lao. Sau đó, anh định cư ở Mỹ và rất thành công trong cuộc sống. Hơn 20 năm sau, anh quay trở lại, tìm đến nhà hai vị ân nhân của mình. Anh nói, tôi suốt đời không bao giờ quên tô cơm ân nghĩa và bộ đồ ấm áp tình người. Ông ta hỏi hai mẹ con ân nhân có cần gì không? Nếu cần bất cứ điều gì, bảo lãnh cháu du học hay cần vốn liếng bao nhiêu, anh ta cũng không từ chối. Vì nhờ hai mẹ con giúp ông hôm đó, ông mới có ngày hôm nay. Nhưng hai mẹ con người kia nói, chúng tôi không cần gì cả. Vì hai mẹ con cũng khá giả, sống trong gia đình đầy lòng nhân hậu, thì còn cần gì hơn nữa? Chúng ta lúc gặp khó khăn, người ta giúp một tô cơm, một bộ quần áo, vậy mà ta nhớ và tri ân họ suốt đời. Đây là người biết ơn nghĩa và biết báo ân. Trong xã hội, quý trọng gọi người này có đạo đức. Ta thử làm bài toán nhé. Một ngày ta đơn giản hóa, sáng mẹ cho một tô cơm, trưa một tô, chiều một tô, tổng cộng một ngày ba tô, một năm ba bộ quần áo, 20 quyển vở và hàng trăm thứ khác. Nào tiền sinh nhật, tiền mua đồ cá nhân, đau bệnh, xe cộ. Ta tính xem năm nay ta 20 tuổi thì đã ăn của mẹ bao nhiêu tô cơm. 3 tô nhân 365 ngày nhân cho 20 tuổi là 14.600 tô cơm. Vậy mà chúng ta không nhớ, không tính. Con số thật khủng khiếp. Có bao giờ cha mẹ đòi hỏi ta đền đáp đâu? Vậy mà có những đứa con đã tính toán với cha mẹ của mình. Ông bà ta nói, mẹ thương con như biển hồ lai láng, con nuôi mẹ tính tháng tính ngày. Thông thường ta hay nghĩ đến những thứ cao xa, đi làm thì mọp mọp trước cấp trên, khi nhờ vả ai thì phải dạ bẩm thưa vâng. Nhưng chính ta lại quên đi hai đấng sanh thành. Có khi vì một lý do nào đó mà ta còn bất kính với cha mẹ. Việc này không phải mới xảy ra đời này, mà trong thời Phật tại thế đã từng xảy ra. Phật tại nhà. Có một gia đình dòng Thủ Đà La nghèo khó, chỉ một mẹ già sống với người con trai. Anh này là một Phật tử. Một hôm, anh ta mua một nải chuối rất ngon về treo lên, định hôm sau mang vào tịnh xá cúng Phật. Chẳng may khi anh đi làm đồng, nải chuối bỗng nhiên bị rụng xuống một trái. Bà mẹ mắt sờ sệt đi vấp phải và bà nhặt lên, thấy tiếc bà đã ăn hết trái chuối bị bà dẫm lên đó. Khi anh con trai đi làm đồng về, thấy mất một trái chuối, không hỏi ngọn ngành, cứ thế mà nói nặng nói nhẹ mẹ mình. Anh ta nhằn nhủi, chuối này tôi mua về là dâng lên cúng Phật, vậy mà mẹ lại bẻ mất một trái. Bà mẹ lặng thinh, lòng đau như cắt. Hôm sau, anh ra chợ mua một nải chuối khác và cung kính vào tịnh xá dâng lên cúng dường Phật. Phật bảo, này thiện nam, Phật ở nhà sao không cúng mà đến tận đây? Anh ta ngỡ ngàng, không biết Phật đâu ra mà ở nhà mình. Liền lúc đó Đức Thế Tôn nói, cha mẹ sanh ta ra, hy sinh cho ta tất cả. Cha mẹ đối với con cái như Đức Phật đối với chúng sanh, cho mà không lấy lại bao giờ. Đối với con cái, cha mẹ chính là Phật, là Bồ Tát. Lúc ấy anh ta hiểu ra và anh đã sám hối với Đức Phật. Trở về nhà, từ đó về sau, anh là một đứa con hết mực hiếu thảo với mẹ. Lòng mẹ.
Mẹ là người gần gũi và hy sinh cho ta nhiều nhất, đôi khi không màng đến sinh mạng của mình, miễn sao con được an toàn, con được ấm no. Tình yêu. Có một câu chuyện bên Tây, vào thời Đức Vua Salomon, có hai người đàn bà giật giành một đứa bé gái. Ai cũng nói đứa bé là con mình và khăng khăng khẳng định như thế. Các quan địa phương không sao phân xử được, sau đó chuyển vụ tranh chấp này lên Đức Vua Salomon. Nghe hai bà mẹ phân bua, vua liền phán: hai người đều có lý, nên ta xử thế này, chặt đứa bé làm hai, mỗi người mỗi nửa. Lúc đó có một người đàn bà quỳ lại Đức Vua xin thua kiện. Bà ngậm ngùi khóc nức nở, trong khi người đàn bà kia hí hửng dẫn đứa bé đi. Liền lúc ấy, Đức Vua can lại và chỉ thẳng vào mặt người đàn bà đang dẫn đứa bé và quát: bà không phải là mẹ của đứa bé, chính bà kia mới là mẹ ruột. Chỉ có mẹ ruột mới không nỡ nhìn con mình bị nạn mà thôi, thà thua cuộc chứ không để con phải chết. Những điều mà mẹ cha làm, mẹ cha nghĩ thì làm sao ta biết hết được. Như thầy Thiện Thuận ví mẹ như bóng mây che chở cho con, như thầy Trí Chơn ví mẹ lại là bến yêu thương cho thuyền con neo đậu, như cô Hương Nhũ ví cha mẹ lại là nắng ấm mùa xuân, vân vân. Mà chúng ta lại không nghĩ ra được điều đó, ta không biết. Có bà mẹ lại có những sở thích lạ lùng, không hiểu tại sao bà lại thích cúng Phật mỗi bông trang, mặc chỉ thích mặc áo bà ba, thích mang mỗi đôi dép Lào, thích đắp chiếc chăn cũ rích, nằm gối thâm đen. Chuyện như thế này. Sở thích lạ lùng. Phước đang quỳ bên hông chiếc quan tài của mẹ. Bên cạnh cô là hai đứa em đang nằm lăn queo ngủ vì cả ngày chạy dậy lăn xăng. Hai cây nến trước tiền bàn leo lét tranh tối tranh sáng, hòa quyện vào khói nhang phủ mờ trên di ảnh. Tấm hình được phóng to từ giấy chứng minh nhân dân nhạt mờ không rõ nét. Một người đàn bà nửa trẻ nửa già, khó phân định trên đôi mắt hằn sâu, mái tóc lơ phơ bạc, vẻ khắc khổ của một người từng trải. Tuy hồi nhỏ đến giờ sống bên mẹ, nhưng Phước rất ít khi có thời gian nhỏ to tâm sự. Cha cô mất sớm bởi một cơn bệnh đột quỵ ở tuổi chưa đầy 40, để lại cho mẹ cô ba mái đầu thơ dại. Cha mẹ cô xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo, vất vả, làm công nhân cho một xí nghiệp quốc doanh, dành dụm bao nhiêu năm trời mới mua được căn hộ chưa đầy 20 mét vuông, nằm sâu trong con hẻm của xóm lao động nghèo. Phải đi vay nợ thêm một số tiền rồi trả dần. Nợ nhà vừa trả xong thì cũng là lúc cha cô vội ra đi. Ba chị em Phước là cả một gánh nặng cho mẹ. Từ sáng mẹ đi làm đến tối mịt mới về, có khi mẹ làm ca đêm. Từ nhỏ Phước luôn trách mẹ tại sao lại bỏ ba chị em mà đi mãi. Thậm chí có ngày chủ nhật muốn mẹ dắt đi chơi nơi này nơi nọ, mẹ cũng từ chối. Mẹ tranh thủ đi chạy bàn cho những nơi cần người phục vụ theo giờ. Như thế Phước và Thành Lộc với con Út Thọ thui thủi bên nhau mà lớn lên. Phước tốt nghiệp đại học ngân hàng, làm việc gần năm nay. Còn Thành Lộc và con nhỏ Út sang năm cũng tốt nghiệp đại học kinh tế và bách khoa rồi. Mới 55 tuổi mà dáng mẹ gầy còm, xanh xao. Thấy mẹ mỗi ngày một già đi và yếu dần, Phước bảo mẹ đi khám bệnh. Mẹ nói, không sao đâu, mẹ có bảo hiểm y tế mà. Cho đến một ngày, hay tin mẹ xỉu trên đường đi làm, người đi đường đưa bà vào bệnh viện. Phước ngỡ ngàng khi biết mẹ bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Mẹ thấy mình không qua khỏi, bà nằng nặc đòi về dưỡng bệnh tại nhà. Phước xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc mẹ. Nhìn mẹ xanh xao, phờ phạc, Phước thương mẹ vô cùng. Hơn 10 ngày sống bên mẹ, đây là lần đầu tiên trong đời
Phước có dịp gần gũi chăm nom cả nhà sum họp. Cho đến một ngày, mẹ không còn gượng dậy được nữa. Phước nhớ sáng hôm ấy, trời vừa hừng đông, mẹ kêu Phước dậy thay nước trên bàn thờ cúng Phật và bảo Phước ra chợ mua một bó hoa hồng nhiều màu đẹp nhất, một bó hoa huệ, hoa cúc, hoa ly. Phước ngỡ ngàng vì từ trước đến nay có bao giờ mẹ thích những loài hoa dương giả này đâu. Mẹ là một Phật tử, tu theo pháp môn niệm Phật, trên bàn thờ trang hoàng hình Tây Phương Tam Thánh. Lúc trước, những khi rảnh rỗi, mẹ mua chậu về trồng bông trang, rồi tranh thủ tưới sớm chiều. Mỗi khi rằm 30 là bà cắt bông trang vào cúng trên bàn thờ Phật. Phước hỏi, sao mẹ không mua hoa hồng, hoa cúc cúng cho đẹp? Bà nói, mẹ chỉ thích bông trang mà thôi. Vậy mà sáng nay, mẹ lại bảo Phước đi chợ mua bông, nhưng đặc biệt không có bông trang. Đây là điều mà Phước rất lấy làm lạ. Vì hôm nay ngày rằm, bà trang hoàng nơi điện Phật thật trang nghiêm. Bà bảo Phước giúp bà tắm rửa thay bộ đồ mới mà Phước đã lấy tháng lương đầu tiên mua tặng mẹ, mặc ngoài áo tràng lam và đỡ bà dậy lễ Phật. Phước hỏi, mọi khi mẹ chỉ thích cúng Phật bông trang thôi mà, sao hôm nay lại... Bà nhìn Phước xoa đầu nở một nụ cười hiền lành, bao dung. Cái gì cũng phải thay đổi, lâu lâu mẹ cũng thay đổi sở thích chứ. Bà xoa đầu Phước và trao cho một gói tiền được xếp cẩn thận. Đây là tiền mẹ lãnh hưu non một lần, còn giữ mà lo cho hai đứa em trong những năm cuối đại học. Phước nói, thì mẹ cất đi. Mẹ bệnh trầm kha còn làm được gì, còn giữ mà chi tiêu trong gia đình. Con mới đi làm lương được bao nhiêu, con lớn rồi có thể quán xuyến gia đình thay mẹ. Mẹ dành thời gian nghỉ ngơi con à. Phước nhìn làn môi trắng nhợt nhạt của mẹ như thầm mách bảo cô một điều gì đó chẳng lành mà cô không bao giờ dám nghĩ tới. Phước nhận tiền từ đôi tay run run của mẹ. Bà bảo kêu hai đứa em con dậy. Cả ba chị em ngồi xung quanh. Bà dặn dò vài câu rồi ra hiệu cho Phước mở máy niệm Phật. Bà cầm sâu chuỗi lần theo nhịp điệu, rồi chậm dần và dừng hẳn. Út Thọ thét lên, mẹ không còn thở nữa chị hai ơi. Ba đứa con gào khóc trong sự ra đi nhẹ nhàng thanh thản trong câu niệm Phật của mẹ. Lúc khâm liệm mẹ, Phước gom góp tất cả đồ đạc, chỉ dõn dẹn ba bộ đồ ngã màu, một cái mền cũ kỹ, một cái gối thêu đôi chim uyên ương thâm đen, đôi dép lào mỏng dánh. Phước cố tìm, lục tung mọi nơi, không còn gì khác cả. Phước nghe như ngàn mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực mình. Trong khi ba chị em, tủ đựng quần áo không có chỗ treo, dép màu này màu nọ. Đêm nay Phước thức trắng đêm, một đêm sau cùng bên mẹ, để mai này đưa mẹ đến lò thiêu, vĩnh viễn không còn dịp nào ở bên mẹ nữa rồi. Cô bật khóc nghẹn ngào, dường như cô hiểu ra một điều gì đó. Bất thần cô lấy tay vỗ vào thành quan tài trong tiếng nấc, mẹ ơi, mẹ của con. Cầm mấy chục triệu đồng lương hưu non của mẹ, Phước run run nghẹn ngào. Hai đứa em giật mình thức dậy ngơ ngác. Lộc, Thọ, hai em có biết không, lương công nhân của mẹ chưa đầy 3 triệu một tháng, vậy mà mẹ đã nuôi ba chị em mình vào được đại học. Thời buổi vật giá leo thang như bây giờ, tiền ăn sáng ăn tối của ba chị em hơn 1 triệu, tiền sách vở, tiền học phí gần 3 triệu, làm sao mẹ xoay sở. Mẹ phải làm ca ba, làm thêm cả ngày chủ nhật. Chị em mình xin hết tiền này đến tiền nọ, nào quỹ lớp, bảo lục, đi chơi, vài 3 triệu đồng. Mẹ ơi, mẹ, con đã hiểu tại sao cả đời mẹ, đến nơi tôn kính nhất như bàn thờ Phật,
mà mẹ chỉ thích cúng mỗi bông trang tự tay mẹ trồng? Tại sao mẹ chỉ thích nằm chiếc gối cũ thâm đen với đôi chim uyên ương ngày cưới? Tại sao mẹ chỉ thích mỗi một chiếc mền đắp hơn 20 năm của cha để lại? Tại sao mẹ chỉ thích mang đôi dép Lào mòn như lưỡi lam? Tại sao mẹ chỉ thích mặc mấy bộ đồ đã sờn dai của ba mua tặng mẹ lúc trước? Tại sao mẹ thích ăn chay, rau muống chấm nước tương? Chiếc quan tài nhỏ xíu được hội từ thiện tặng mà vẫn quá lớn so với thân mẹ. Tất cả vật dụng gom hết để vào vẫn còn rộng. Mẹ ơi, con hiểu rồi. Trước đây con những tưởng sở thích của mẹ lạ lùng như thế. Nhưng không phải vậy mẹ ơi. Chỉ duy nhất một sở thích mà mẹ thay đổi trước khi chết là cúng những đóa hoa dương giả đắt tiền trên bàn Phật. Trời oi bức của đêm hè mà sao lòng ba người trẻ cảm thấy lạnh quá chừng. Không biết họ sống ra sao đây trong những ngày không mẹ. Phước nghẹn ngào trong tiếng khóc. Mẹ ơi, cả đời mẹ chỉ biết lo cho các con. Đến lúc các con đã trưởng thành thì mẹ đã kiệt sức tàn hơi. Phải chi mẹ cố sống bên chúng con sẽ mua tặng mẹ đôi dép mới. Thằng Lộc, Úc Thọ sẽ lấy tháng lương đầu tiên mua tặng mẹ cái mền, chiếc gối mới toanh và vài bộ đồ mà mẹ chỉ dám nghĩ trong ký ức. Con sẽ mua tặng mẹ chiếc xe đạp điện để mẹ đỡ vất vả bên chiếc xe đạp cà tàn, súc sên, mòn líp. Những ngày rằm 30, con sẽ mua thật nhiều bông đẹp để mẹ trang hoàng trên điện Phật. Lúc đó rảnh rỗi, mẹ sẽ thực hiện ước mơ ngàn đời của mẹ là được một lần đến chùa Hoằng Pháp dự khóa tu Phật thất, hay chí ít là tu một ngày chủ nhật. Những ước mơ bình dị như vậy cũng đã quá xa xỉ với mẹ. Mẹ ơi! Trên di ảnh, gương mặt vẫn vẻ u buồn của bà mẹ, nửa trẻ nửa già, qua làn khói hương mờ nhạt. Chắc giờ này ở Tây Phương Cực Lạc, bà nở nụ cười mãn nguyện trong những cánh sen dưới chân Đức Phật Di Đà. Vì biết các con bà đã hiểu ra tại sao bà có những sở thích lạ lùng. Mẹ tôi. Mẹ tôi vất vả tháng ngày, nuôi con khôn lớn không nài gian nan. Mẹ tôi chẳng gấm lụa vàng, tay chai chân đất vì đàn con yêu. Nên ai có mẹ đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Nếu một mai cài ngược đóa hoa hồng trắng đời con trong núi tiếc. Mẹ là người gần gũi và hy sinh cho con nhiều nhất. Đôi khi không màng đến sinh mạng của mình, miễn sao con được an toàn, con được ấm no. Dù phải gian lao đến đâu, dù phải chịu đựng đến đâu, mẹ cũng cam lòng. Pierre Tèo. Thầy nhớ khi thầy học năm 2, năm 3 gì đó ở trường Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991. Một đêm nọ khoảng 9 giờ tối, có một người bạn dưới quê lên thăm và rủ thầy đi ăn hủ tiếu Nam Giang ở một quán dĩa hè trên đường Lý Thường Kiệt. Quán khách ra vào tấp nập, thầy thấy ở một gốc cây ven đường có hai đứa bé trai, quần áo dơ bẩn, mặt mày lem luốc. Đứa lớn khoảng 7 tuổi, có vẻ dạn dĩ. Đứa nhỏ 4-5 tuổi, nhỏ xíu, tỏ ra nhút nhát hơn. Chúng đang cầm cái lon, cái bọc gì đó, đứng lấp ló ở gốc cây nơi gần bàn ăn của một đôi nam nữ. Khi thấy đôi nam nữ tính tiền xong, vừa đứng lên là chúng chạy tới, xớt liền phần ăn thừa của hai tô hủ tiếu đổ vào cái lon và hai ly trà đá uống dở vào trong cái bọc. Lúc đó cô chạy bàn chạy đến quát tháo đuổi chúng đi.
chúng lại chạy ra gốc cây lấp ló rình mò. Thầy lấy làm lạ nên để ý theo dõi. Hai đứa đợi một ông khách sang trọng vừa ăn xong đứng lên, chúng lại chạy ào vào. Lúc này chúng không sớt hủ tiếu thừa nữa, mà nhanh như cắt, đứa lớn cầm tô cho đứa em húp một hơi, rồi nó cầm húp lấy húp để, chớp một cái sạch dao. Đứa em lấy ly trà đá còn dư uống cái ực, rồi đưa cho anh nó một cách khẩn trương. Cô phụ việc chạy đến cầm mấy chiếc đũa định rượt đánh hai đứa nhỏ. Thầy ngăn lại hỏi: "Chuyện gì vậy cô?" Cô phụ việc cau có nói: "Mấy cái thằng bụi đời dơ dáy, đến đây ăn đồ thừa kiểu này ma nào dám tới ăn nữa." Thầy ra hiệu cô thôi đi. Thầy nói: "Này cô mang cho tôi hai tô hủ tiếu đặc biệt có trứng gà nhé." Cô phụ việc miễn cưỡng làm theo. Thầy quay sang hai đứa nhỏ rụt rè sợ sệt, lấp ló bên gốc cây dầu, giọng trìu mến: "Này hai cưng, vào bàn ăn đi, bữa nay anh đãi, đừng sợ không tiền trả." Cả hai đứa ái ngại, dò xét, chắc trong bụng chúng nghĩ, trên đời này có người nào lại tốt vậy sao? Nhưng với thiện ý và lời lẽ nhẹ nhàng của thầy khiến hai đứa bé an tâm. Thầy lấy tay đẩy nhẹ chúng ngồi vào bàn khuất nơi gần gốc cây. Hai tô hủ tiếu nóng hổi nghi ngút khói dọn lên. Thầy bảo: "Hai đứa tự nhiên ăn đi." Hai đứa nhìn thầy có vẻ ngại. Thầy thấy vậy để chúng tự nhiên và trở lại bàn giả vờ ăn tiếp, nhưng để ý theo dõi. Chúng không ăn liền và ra ám hiệu gì với nhau. Đứa nhỏ chạy ra gốc cây lấy cái lon và cái bọc vào, quan sát không thấy ai để ý, nhanh như cắt chui ngang gầm bàn, mở cái bọc ra cho anh nó đổ hết tô hủ tiếu vào, xong chui về chỗ ngồi. Đứa lớn lấy cái lon mở nắp đổ hết phần thức ăn sớt từ chiều vào tô và đổ hủ tiếu từ bọc vào lon. Xong hai đứa quan sát không thấy ai để ý, chúng giả bộ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Ngồi trang nghiêm đường hoàng, nhặt nhạnh từng lá rau đến sờ cả cuốn bỏ vào tô, không quên nêm tương, cà, sa tế. Đứa lớn có phần kín đáo hơn, đứa nhỏ thì cắm đầu vào ăn cong cả cổ. Nước mắt, nước mũi, mồ hôi nhễ nhại, lâu lâu nó hít mũi cái rột. Nó ăn như chưa bao giờ được ăn. Ăn xong, đứa bé uống một hơi ừng ực sạch trơn ly trà đá. Còn đứa lớn thì uống nước trong bọc và đổ ly trà đá vào bọc. Chúng lẳng lặng ra về. Lúc đó, thầy mới đi theo sau lưng. Chúng giật mình. Thằng lớn lấy cái lon và bọc trà đá giấu phía sau lưng, dường như sợ thầy lấy lại. Thầy ôn tồn hỏi: "Sao mấy đứa không ăn hết mà mang về làm gì?" Thấy hai đứa ấp a ấp úng không nói nên lời, thầy hỏi lần nữa: "Có việc gì khó nói à?" Thằng lớn cúi đầu xuống khóc thút thích như đè nén từ lâu. Nó vừa khóc vừa nói: Con mang về cho mẹ." Thầy ôn tồn bảo: "Mẹ bị làm sao?" "Mẹ con bệnh mấy ngày không ăn gì." "Nói rõ xem nào, mẹ đang ở đâu?" Nó chỉ tay về góc phố và hướng dẫn thầy đến đó. Ở một góc đường gần ngã tư vắng vẻ, bóng đèn bạc lại từ xa, nửa tối nửa sáng. Gần đó có mấy quán bia bán bên lề đường, một mùi hôi của nước tiểu bốc lên nồng nặc. Cách đó không xa, một dãy xe đựng rác tập kết bốc mùi khó chịu. Thằng lớn chỉ tay cạnh bức tường rào dưới một cái bao đựng gạo cắt ra che bên trên. Một người đang nằm co ro có vẻ mệt nhọc. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, người đàn bà chưa đầy 30 tuổi, tóc rối, ốm yếu, xanh xao, cặp mắt sâu thẳm có quầng do mất ngủ. Người đàn bà nhìn thầy vẻ ái ngại. Thầy hỏi: "Chị bị bệnh à, có thuốc men gì chưa?" Cô ta lắc đầu, cúi xuống. Qua trao đổi, mới biết cô và hai cháu đang ở lang thang không nhà cửa. Sau đó, thầy giúp cô về Bình Phước, quê ngoại của hai đứa bé. Cô còn người mẹ già đang sống với gia đình người em trai cũng nghèo lắm. Cô cứ bệnh hoạn hoài,
xem ra không thể nuôi nổi hai đứa con, nên cô quyết định cho bớt một đứa nhỏ. Có người mai mối, hai vợ chồng ông người Pháp xin con nuôi. Thủ tục đã xong, buổi chiều chia tay cũng đến. Tý và Tèo, tên hai anh em, theo mẹ về Bình Phước ở cạnh nhà ngoại có căn chòi của chủ đất giữa vườn. Rồi họ về thành phố, nên ba mẹ con ở tạm. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Ngày ngày mẹ phải gánh rau ra chợ bán kiếm tiền. Tý và Tèo cũng ra giúp mẹ lựa rau sâu. Những tưởng gia đình hạnh phúc, bất ngờ vào tối hôm đó sau buổi ăn, mẹ kêu Tèo và Tý đến vuốt ve hai con. Mẹ nói: "Hai đứa có thương mẹ không?" "Dạ thương." Hai đứa nũng nịu: "Thương thì phải nghe lời mẹ dạy." "Dạ." "Ba con mất sớm, mẹ bệnh hoài. Mẹ muốn các con sống đầy đủ và có ăn học như bao nhiêu người khác. Nhưng mẹ không thể nuôi hai con. Có hai vợ chồng ông người Pháp đàng hoàng lắm, muốn xin con nuôi. Mẹ dự định cho Tèo đi theo vợ chồng ông ấy. Sáng mai người ta đến." Quá bất ngờ trước quyết định của mẹ, Tý và Tèo ngỡ ngàng. Tèo la lên: "Con không chịu đâu, con sống với mẹ." Ờ thì sống với mẹ." Bà mẹ nén nỗi xúc cảm. Đêm hôm đó cả ba mẹ con không ai ngủ, mỗi người đều có một dòng suy tư. Riêng Tèo nó linh cảm một cái gì đó. Sáng sớm thấy hai vợ chồng ông Tây to đùng và mấy người đến nhà, Tèo nấp vào kẹt lu đựng nước. Qua trao đổi với người phụ nữ xong, một thanh niên bước đến dẫn Tèo ra. Nó không chịu cố bám vào thành lu kêu lên: "Mẹ, mẹ, mẹ đừng cho con, mẹ ơi." Người đàn bà nói trong nước mắt: "Ở với mẹ con lấy gì mà ăn?" "Con ăn gì cũng được, con uống nước cũng được, mẹ đừng cho con sợ lắm." Thấy mẹ nó ngồi bệt xuống đất, tay nắm chặt vạt áo, nước mắt chảy ràn rụa, có vẻ không ăn thua. Nó quay qua kêu: anh hai cứu em." Lúc này Tý không biết gì nữa, nó cứ ôm ghì lấy gốc cột mà khóc. Trong lúc anh thanh niên bế thóc Tèo lên, bà người Pháp đi theo vuốt ve. Nó giãy giụa nhưng vô hiệu. Nó không biết tại sao mẹ nó lại đem nó cho một người xa lạ. Không hiểu sao anh nó lại không binh vực nó. Khác với những ngày lang thang, có hôm anh nó dám rượt lũ chó khốn kiếp mà anh nó rất sợ để bảo vệ nó. Có lần anh nó dám xông vào đánh cái thằng to con ăn hiếp nó, để rồi anh nó bị người ta đánh sưng cả mặt. Anh nó từng nhường cho nó húp trước những tô phở thừa, còn cặn lại mới húp sau. Vậy mà hôm nay cả mẹ và anh nó không còn thương nó nữa rồi. Nó sinh tâm trách hờn, oán giận mẹ và anh nó. Ôm lòng hờn trách đó mà mười mấy năm nay nó chưa một lần viết thơ từ hỏi thăm mẹ và anh nó. Cho đến một ngày nó tốt nghiệp trường trung học ở Pháp, cha và mẹ nuôi nó bảo về Việt Nam thăm gia đình, nó mới miễn cưỡng đi về với cái tên Pierre Tèo. Khi đặt chân lên mảnh đất quê hương, nó không có một chút cảm giác gì thân thiện cả. Vì nơi đây, mảnh đất này đã từ chối nó, thì không lý do gì nó yêu quý cả. Lần theo địa chỉ với vốn tiếng Việt ít ỏi, nó cũng tìm ra nơi chốn xưa. Nó nghĩ mẹ và anh nó sẽ ngỡ ngàng khi thấy nó, một chàng thanh niên trắng trẻo, đẹp trai, trở về từ một nước văn minh. Ngôi nhà ngày xưa đã không còn nữa, dấu vết thời gian như phủ kín rêu phong. Nó lần dò đến nhà ngoại, cậu nó đi vắng, mợ nó đã trao cho nó một gói quà to to, bảo của mẹ nó gửi cho nó làm kỷ niệm. Nó mở quà ra, là một tấm hình ép gỗ, hai vợ chồng và hai đứa con. Nhìn người đàn bà, nó nhận ngay ra là mẹ nó, và nó cũng nhận ra anh hai. Một thoáng trong ký ức, đây chắc là cha mình, đây là anh mình đây. Một cái hộp trang trọng, nó mở ra xem, thấy bức thơ được viết chữ nắng nót. Tiếc thay nó không biết đọc chữ Việt, nó nhờ một người khác đọc xem nội dung ra sao. Nó chờ đợi.
một người con gái của cậu giúp nó làm việc đó. Tèo, con yêu quý của mẹ. Nó biểu môi, yêu mà cho người ta. Khi con nhận được bức thư này, chắc mẹ và anh con không còn trên đời này nữa. Nhưng trong thế giới bên kia, mẹ vẫn dõi theo con từng giờ từng phút. Nó giật mình, ngỡ ngàng không hiểu gì cả, bán tính bán nghi. Con biết không, ba con và mẹ gặp nhau ở một công trường xây dựng rồi lấy nhau. Hai con lần lượt chào đời. Tuy gia cảnh nghèo, vất vả, phải ở nương nhờ nhà nội chật chội trong thành phố mà vẫn vui. Cha con bị người ta rủ rê chích ma túy nên bị nhiễm HIV khi nào không biết. Nhưng khi cưới mẹ là cha đã cai và quyết làm lại từ đầu. Nhưng số phận nghiệt ngã, con virus đó đã lây sang mẹ và anh hai của con. Nhưng con may mắn không nhiễm. Sau khi cha con qua đời, gia đình nội con sợ bị mẹ con mình lây bệnh nên đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Đó là lúc gia đình mình ở ngoài vỉa hè, mẹ đi bán vé số, đến lúc hết vốn phải đi lượm bọc ni lông và lon bia sống qua ngày. Hai con phải đi xớt thức ăn thừa của người ta trong những ngày mẹ ốm đau không có tiền. Sau đó, mẹ con ta về quê ngoại tá túc. Bệnh mẹ càng ngày càng trầm trọng. Thứ nhất, mẹ sợ lây sang con. Thứ hai, mẹ sợ không thể chăm sóc con đến lớn. Nên mẹ đành đứt ruột mà cho con sang Pháp để con có tương lai hơn. Tèo bàng hoàng, đầu nó cảm thấy choáng váng. Hằng đêm, mẹ cầu trời Phật cho con được bình an. Anh hai con cũng chung số phận với mẹ. Tội nghiệp, nó còn quá nhỏ, không được học hành, nghèo túng, thiếu thốn, bệnh tật. Ước nguyện sau cùng là mẹ xin con tha thứ cho mẹ. Nếu mai này con có về Việt Nam, hãy vào chùa, mang hũ cốt cha, mẹ và anh hai của con ra sông Sài Gòn đổ xuống, để cha mẹ và thằng Tí thanh thản ra đi. Chúc con an lành và hạnh phúc. Mẹ yêu con, Tèo nhỏ xíu của mẹ. Lúc này Pierre Tèo không còn đủ sức gượng dậy. Cơ thể hơn 70kg của nó đổ sụp xuống như một cây to bị một làn gió lớn quật ngã. Nó nghẹn ngào khóc không nên lời. Lần đầu tiên nó khóc bằng tiếng Việt. Với cái giọng ấm ấm, thương thương, cứ mỗi buổi chiều mẹ nó gánh hàng về tới bờ hè là gọi mẹ. Cũng cái giọng đó đã xé tan lòng mẹ khi nó kêu nài lúc bị người khác bắt mang đi. Thứ tiếng thân yêu mà nó đã từng nghe qua trong giai điệu mẹ nó hát ru khi nó còn bé xíu. Ầu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ vừa năm. Con đi cách trở xa xăm, quê hương mẹ đợi, ầu ơ bao năm con chưa về. Ôi, câu hát ru của mẹ sao ngọt ngào như dòng nước Cửu Long, thân thương như cánh đồng lúa chín, hiền hòa như làn điệu dân ca. Giờ đây nó cảm thấy dẫu ở bên nước Pháp xa xôi, tháp Eiffel có cao to hùng vĩ vẫn không cao bằng tượng đài của mẹ nó hóa thân. Dẫu dòng sông Seine thơ mộng đến đâu cũng không đẹp bằng tình nghĩa anh em. Bất giác, Pierre Tèo thốt lên mấy lời bằng tiếng Việt mà nó đã quên từ lâu. Tiếng nó phát âm còn chuẩn hơn khi nó hát một bài ca tiếng Pháp. Mẹ ơi, anh hai ơi. Nó theo điệu lệ rơi thấm đá, chiều về quê hương thiết tha, dáng mẹ mỏi mòn trong con nơi đất xa. Quê hương ơi còn đó bóng cha hiền, tuổi thơ anh em con bôn ba đi kiếm tiền, trần gian lắm ưu phiền triền miên.
ngày con trở lại cố hương. Ôi còn đâu bóng dáng mẹ yêu thương. Mẹ ơi con lỡ lầm đường. Anh hai ơi sao lắm đoạn trường. Để tơ lòng vẫn vương. Ánh nắng chiếu le lói qua ô cửa sổ. Tôi ngồi dậy một cách nặng nề, mệt nhọc, vì tôi vừa trải qua một ca phẫu thuật quan trọng nhất trong đời. Người ta đã thay cho tôi một quả thận mới. Nó đã bắt đầu hoạt động, xu hướng hết sức khả quan. Món quà sinh nhật. Tay chân và cả người tôi nhẹ nhàng ra, xoay trở cũng thoải mái hơn trước. Tôi thử ấn mạnh vào da rồi buông ra, vết khuyết vào dường như không còn. Như vậy có nghĩa là tôi đã hết phù, thận đã hoạt động tốt trở lại. Tuy vết mổ còn rất đau, nhưng tôi mừng thầm vì cơ hội sống của tôi đã đến. Tôi có thể học tiếp đại học sư phạm, ngành mà tôi đã ước mơ từ nhỏ. Trên chiếc bàn đặt ở cạnh đầu giường của phòng hậu phẫu, gói quà nhỏ xíu, xinh xắn, được gói cẩn thận. Hoa hồng màu đỏ thắm và chiếc nơ vàng rực rỡ. Tôi thấp thỏm chờ đợi mở món quà sinh nhật của mẹ tôi, vì hôm nay đúng là ngày sinh nhật lần thứ 20 của tôi. Tuy không dư giả gì lắm, nhưng năm nào mẹ tôi cũng tặng tôi những món quà mà tôi yêu thích nhất, có những món rất đắt tiền. Mẹ tôi phải nhịn cả ăn sáng để dành tiền bỏ ống heo. Tôi biết được điều đó, nên tôi càng thương yêu mẹ hơn. Nhưng tôi không đời nào lại muốn mẹ tôi phải vì món quà sinh nhật làm cho tôi vui lòng mà lại chịu khổ như vậy. Nhìn dáng mẹ hao gầy, già trước tuổi, lòng tôi như se lại. Tôi nói, mẹ đừng tặng con quà sinh nhật nữa, để dành tiền chăm lo sức khỏe cho mẹ. Món quà lớn nhất của con là có mẹ bên cạnh. Bà xoa đầu tôi như truyền tất cả sự yêu thương và hy vọng sang tôi. Từ ngày cha tôi mất với căn bệnh ung thư phổi quái ác, mẹ tôi dường như già đi. Có người bảo cha tôi do hít phải bụi phấn nhiều quá nên sinh bệnh. Mà họ nói cũng có thể lắm chứ. Một tuần 20 tiết trên lớp và vô số tiết dạy ngoài giờ. Có hôm bà tôi dạy cả 3 ca 12 tiết. Ông không nài khổ khó, mong sao kiếm những đồng tiền chân chính từ mồ hôi và nước mắt của mình. Vậy mà sau một thời gian dài tích lũy, đã mua được căn hộ chung cư. Không còn cảnh sống thuê phòng trong khu lao động nghèo nữa. Ông hay sốt nhẹ vào buổi chiều và ớn lạnh cho dù trời nắng, nhưng ông cố lướt. Ỷ vào sức trẻ có thể hàng phục bệnh tật, chỉ đi khám bệnh qua loa ở cơ sở y tế phường với sổ bảo hiểm y tế. Tôi biết, thâm tâm bà tôi rất sợ đi khám ở trung tâm lớn. Ông sợ lòi ra bệnh gì thì khốn. Không phải là ông sợ chết, mà ông sợ phải tốn tiền, sợ người vợ trẻ phải chạy đôn chạy đáo lo cho chồng, sợ con gái rượu phải thiếu thốn, vì mẹ tôi đã khổ quá nhiều rồi. Lúc ba mẹ tôi yêu nhau thời sinh viên, gia đình ông bà ngoại tôi không đồng ý, chỉ vì ba tôi nghèo, không đất đai cắm dùi. Ông bà sợ con gái mình phải khổ khi ưng cái thằng giáo viên quèn, chẳng có thứ tài sản gì ngoài cái mã bên ngoài làm say lòng các cô nàng mơ mộng. Ông bà tôi nói, nếu còn cãi lời cha mẹ ưng nó thì cha mẹ không can ngăn nữa, nhưng sau này có khổ gì thì ráng chịu, cha mẹ không có trách nhiệm. Mẹ tôi vì tình yêu mà theo ba tôi, chấp nhận đám cưới sơ sài, dân quê gọi là lễ tuyên bố. Hai người nắm tay lên thành phố lập nghiệp, cũng may được nhận vào dạy ở một trường dân lập mới mở cửa. Càng ngày sức khỏe ba tôi càng yếu dần, ho ra ít máu tươi. Mẹ tôi hoảng quá đưa ba tôi đi viện, mới phát hiện ông bị ung thư phổi giai đoạn di căn,
Không bao lâu, ba tôi qua đời. Tất cả các gánh nặng đều đè lên vai mẹ. Mẹ sống vì tôi, không màng đến những người đàn ông xung quanh, không ít lần bóng gió xa gần. Mấy năm nay tôi cứ bệnh liên miên. Bác sĩ kết luận bị hội chứng thận hư. Người tôi mỏi mệt, rũ rượi như ma nhập. Mình mẩy căng tròn lên. Bác sĩ yêu cầu phải chạy thận và họ đề nghị phải phẫu thuật ghép thận. Nếu không, tôi không thể kéo dài mạng sống lâu hơn. Mẹ tôi với đồng lương giáo viên khiêm tốn còn phải lo cho tôi ăn học. Bảo hiểm y tế không thể chi trả ca phẫu thuật lớn như vậy. Nếu đi ghép thận ở Trung Quốc, trọn gói cũng khoảng trên 400 triệu đồng. Điều kiện nhà tôi thì không thể. Mẹ tôi hết sức đau khổ khi nhìn thấy con gái sức khỏe mỗi ngày mỗi tệ đi. Tôi thấy mẹ tôi gầy đi rất nhiều vì phải dạy thêm giờ, nhận làm gia sư cho mấy đứa nhỏ. Tôi rất xót xa, nhưng không còn cách nào hơn được. Tôi yêu mẹ, không muốn cho mẹ phải vất vả vì tôi. Tôi quyết tâm học thật giỏi, sau này thành đạt để khỏi phụ công của mẹ đã hy sinh quá nhiều cho tôi, mà lẽ ra mẹ phải hưởng những gì cuộc đời ban cho mỗi con người. Nhưng cơn bệnh quái ác đã cướp đi tất cả ước mơ của tôi. Hễ nghe ở đâu có ai trị bệnh hay là tôi mò đến. Hết thuốc bắc rồi thuốc nam, kể cả trị bằng nhân điện tôi đều thử, nhưng vô vọng. Bác sĩ bảo thận đã bị hư, không còn cách nào khác. Một hôm, mẹ tôi bảo có tổ chức từ thiện nước ngoài đứng ra tài trợ cho tôi phẫu thuật ghép thận. Tôi rất mừng nhưng lại lo lắng vì tôi sợ phải mổ. Nghĩ đến phải chịu đau đớn là tôi muốn thối lui. Mẹ an ủi dỗ về. Mẹ nói, con cố gắng chịu đau một chút, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Tương lai đang chờ con phía trước. Phẫu thuật xong là đến ngày sinh nhật con, mẹ sẽ tặng con một món quà. Cố lên đi con yêu của mẹ. Tôi nũng nịu, nhưng không phải từ tiền mẹ nhịn ăn sáng đâu nha. Mẹ tôi mỉm cười, xoa đầu dỗ an. Sự thật, có mẹ ở bên tôi cũng rất an tâm. Lịch phẫu thuật đã được ấn định. Ca phẫu thuật có sự hỗ trợ của các bác sĩ chuyên viên nước ngoài của Tổ chức Thầy Thuốc Không Biên Giới. Họ giúp các bác sĩ chúng ta phẫu thuật những ca ghép tạng mới mẻ như ghép thận, gan, giác mạc, tim. Tôi nằm trên chiếc ghế phòng mổ, được phủ lên người mảnh vải trắng. Tất cả đã sẵn sàng, chùm đèn bật sáng. Cô y tá tiêm cho tôi mũi thuốc. Bác sĩ đứng bên cạnh hỏi tôi mấy tuổi, học trường nào, có người yêu chưa. Tôi trả lời được hai câu, thấy buồn ngủ lắm, và tôi nhắm mắt ngủ luôn, không còn biết gì nữa. Tôi mơ thấy tôi khỏi hẳn bệnh, không cần phẫu thuật. Có ông tiên trong truyện cổ tích đến cho tôi 5 viên thuốc 5 màu khác nhau. Tôi uống vào, nghe người khỏe hẳn. Tôi tiếp tục đi học năm thứ 2 của trường đại học. Sinh nhật tôi được mẹ tổ chức lớn nhất từ trước đến nay. Thứ nhất, mừng tôi vừa tròn 20 tuổi. Thứ hai, ăn mừng tôi khỏi bệnh. Chiếc bánh bông kem 3 tầng to đùng có chữ đỏ viết theo lối thư pháp. 20 ngọn nến cắm xung quanh. Tất cả bạn bè tôi xưa nay đều đến chúc mừng đông đủ. Ôi những món quà dễ thương làm sao, từ búp bê cho đến các thứ đồ chơi tôi thích. Chiếc nhẫn ngọc trai nuôi ở đầm sen, sợi dây chuyền vàng trắng xinh xinh, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, xe Spacey màu huyết. Đặc biệt là chiếc máy tính laptop hiệu IBM tôi hằng mơ ước, nay trở thành hiện thực. Tôi lộng lẫy trong chiếc đầm trắng phao như nữ hoàng Anh. Mẹ tôi hôn tôi, hãnh diện với nhan sắc con gái, mang mát hình bóng người chồng. 1, 2, 3. Tôi thổi một hơi dài, tắt tất cả các ngọn nến. Căn phòng trở nên tối đen, tôi không nhìn thấy ai nữa. Khi tôi mở mắt ra, thấy thân thể nặng nề, hơi đau. Định thần nhận ra mình đang nằm ở phòng hậu phẫu, không ai được vào, chỉ có mấy cô y tá chăm sóc. Tôi đợi hàng giờ, không thấy ai đến mừng sinh nhật tôi. Chỉ có mấy cô y tá đến tiêm thuốc và trực vô nước biển. Tôi hỏi, chị ơi, phòng này có cho bạn em vào thăm được không?
mỉm cười. Không em ơi, đợi khi em khỏe, bác sĩ cho ra phòng ngoài thì có thể. À, mà em có quà sinh nhật nè. Cô y tá lấy gói quà đưa tôi. Bên ngoài có dòng chữ viết nắng nót: chúc mừng sinh nhật con, mong con khỏe mạnh, chống bình phục. Mẹ yêu con nhiều lắm. Tôi mở gói quà ra xem. Ồ, chiếc nhẫn vàng xinh xinh, trên có viên ngọc trai hồng mà tôi rất thích. Năm trước đi chơi ở Đầm Sen, tôi nhìn thấy thích chiếc nhẫn này mà không đủ tiền mua, đến 450.000. Tôi về kể cho mẹ nghe, mẹ không nói gì. Một năm trôi qua, vậy mà mẹ tôi vẫn nhớ. Tôi lấy đeo vào tay thật vừa vặn. Tôi rất thích như quên đi cảm giác đau đớn. Tôi nói thầm: con yêu mẹ, mẹ ơi. Tôi đợi hoài không thấy mẹ tôi vào thăm. Chắc có lẽ phòng hậu phẫu này người nhà không được vào thăm hay sao ấy. Các người vào thăm tôi không biết họ là người nhà hay bác sĩ, vì họ toàn mặc áo blue trắng cả. Tôi mong gặp mẹ để cảm ơn món quà sinh nhật mà mẹ đã tặng tôi. Tôi hỏi cô y tá hơi lớn tuổi: cô ơi, bao giờ con được ra phòng ngoài hả cô? Cô y tá nhìn tôi thông cảm trả lời: khi nào có người nuôi bệnh đến nhận, chắc chiều hoặc mai thôi cháu à. Thế còn mẹ cháu đâu? Tôi thắc mắc. Mẹ cháu nhờ bạn đồng nghiệp nào đó nuôi cháu, họ hứa chiều nay mới vào. Nhưng một mình mẹ cháu cũng có thể chăm sóc cho cháu mà. Cô y tá trố mắt nhìn tôi, tỏ vẻ như ngạc nhiên. Cháu không hiểu à? Mẹ cháu đang nằm ở khu hồi sức bên kia. Tôi giật mình hỏi lắp bắp: mẹ cháu bị làm sao vậy cô? Thì mẹ cháu phải phẫu thuật mới lấy được một quả thận thay cho cháu chứ. Tôi bàng hoàng. Trời ơi, tim tôi như nghẹn lại, nước mắt ở đâu cứ tuôn ra. Thì ra, món quà sinh nhật mà mẹ tặng tôi lúc tròn 20 tuổi không phải là chiếc nhẫn, mà là quả thận của mẹ tôi. Tình cha. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Một nửa lá gan. Mary vừa tốt nghiệp đại học xong, cô lập tức gia nhập vào đội ngũ thầy thuốc không biên giới. Cô học chuyên khoa phẫu thuật ghép tạng. Đây là nghề cô mơ ước hay là nghiệp cô phải mang, cô không biết nữa. Rời đất nước Thụy Điển, cô sang Việt Nam trong một chương trình nhân đạo. Đối với các nước Tây Âu, việc ghép tạng là chuyện thường nhật. Người có nhu cầu cần những bộ phận để ghép như thận, gan, tim, giác mạc thì nhiều. Nhưng các bộ phận để ghép thì rất hiếm. Chủ yếu lấy từ các ca tử vong. Gần đây cũng có rất nhiều trường hợp mua tạng từ người còn sống. Họ cần tiền, người ghép cần bộ phận. Đây là một vấn đề hết sức tế nhị và liên quan đến đạo đức. Chưa có một bộ luật cụ thể nào quy định rõ ràng về vấn đề này. Chỉ thuận mua vừa bán, chủ yếu họ thực hiện lén lút. Cha của Mary là một công nhân. Khi cô học cấp 2 thì bệnh gan của cô trở nên trầm trọng, gan không còn chức năng hoạt động tốt nữa. Bác sĩ đề nghị phải phẫu thuật ghép gan. Nếu kéo dài lâu sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Việc tìm lá gan để ghép đã là khó, giả lại chi phí mua và ghép quá lớn, lên đến 250.000 đô la Mỹ. Cha cô không thể nào ngồi nhìn con mình càng ngày càng yếu dần đi, nước da xanh tái. Cuối cùng, ông đã đề nghị bác sĩ tiến hành phẫu thuật ghép gan cho con gái mình. Bác sĩ khuyên ông tuổi cao có rất nhiều rủi ro khi phải cắt một phần gan của ông. Nhưng ông khăng khăng không nghe. Ông nghĩ đời ông đã sống nhiều rồi, còn con gái ông chỉ mới bấy nhiêu tuổi đời, nó phải có quyền được sống, dù chết ông cũng không hối hận. Ca phẫu thuật ghép gan lấy từ một nửa lá gan của cha cô ghép sang
thành công tốt đẹp đã cứu sống cô khỏi bàn tay của tử thần. Nhưng niềm vui đối với cô bao nhiêu thì nỗi buồn còn lớn hơn thế. Cha cô bị nhiễm trùng, tuổi cao, sức đề kháng của ông kém. Bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông không qua khỏi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông đã dặn dò Mary học cho thật tốt để trở thành một bác sĩ phẫu thuật ghép tạng thật giỏi, để cứu sống thật nhiều người, cứu cả hai, kể cả người cho và người ghép. Lời di ngôn sau cùng đó trở thành sức mạnh theo cô trên từng đoạn đường đời, giúp cô vượt qua muôn ngàn chông gai hiểm trở. Nó như lá bùa hộ mạng cô mang theo. Lần này đến Việt Nam, cô muốn chuyển giao tất cả kiến thức khoa học hiện đại của công nghệ y khoa, phẫu thuật ghép tạng. Một đất nước đang phát triển, ngành khoa học phẫu thuật ghép tạng còn mới mẻ. Rất nhiều người phải chết, lẽ ra họ có thể sống nếu được phẫu thuật ghép tạng. Mạnh nhìn con gái càng ngày càng ốm o, gầy mòn, da xanh tái đi. Dường như lá gan của cháu chỉ đeo vào cơ thể cho nặng thêm, chứ nó không còn chịu làm việc nữa. Cháu biếng ăn do không tiêu hóa tốt. Ban đầu ngỡ cháu bị đường ruột, hóa ra là gan bị tổn thương. Mọi cố gắng của anh trở nên vô vọng khi thấy bác sĩ chuyên khoa lắc đầu sau khi xem kết quả bệnh án của cháu. Cháu thường than đau hông bên phải, người cháu gầy, bụng to, thở hổn hển. Ánh mắt cháu thâm đen, sâu dời dợi, chứa nỗi buồn vô tận. Khi không được vui cùng bè bạn, không được cắp sách đến trường, không được tung tăng chạy nhảy. Ba ơi, ba dẫn con đi bác sĩ đi, con đau quá ba ơi. Hạnh nhìn ba như van lơn, như cầu cứu, như con chim non bị trúng tên lảo đảo. Trong khi người cha bất lực vì mũi tên quá sâu, chỉ biết nhìn con nghẹn ngào mà thầm căm thù tên thợ săn tàn nhẫn. Cả nhà ai cũng thương Hạnh, đi khắp nơi dò hỏi xem có thầy nào hay, thuốc nam thuốc bắc nào tốt, giái giang, cúng kiến, nhân điện. Cuối cùng vẫn không có kết quả. Người mẹ chỉ biết nhìn con gái trong giọt nước mắt đầm đìa, chỉ biết ôm con vào lòng, truyền hơi ấm và tất cả sự thương yêu cho con an lòng. Anh Mạnh bàn với gia đình, anh sẽ cắt nửa lá gan mình ghép sang cho cháu. Cả nhà lo lắng vì xưa nay chưa nghe nói đến ghép gan bao giờ. Trồng cây có thể chiết ghép, nhưng con người liệu có được không? Với lại, người ta bị tổn thương gan thôi mà còn bệnh ra trò. Huống là cắt đi một nửa lá gan, liệu có sống nổi không? Không khéo cứu con không được mà cha lại. Điều mà cả gia đình lo nhất, anh là lao động chính trong nhà, lỡ anh có bề gì thì làm sao? Cha mẹ thì có một, con cái thì lúc nào sanh mà chả được. Nhưng anh nói, biết vậy, nhưng con người chỉ có một mạng mà thôi. Ta có sanh thì cũng sanh đứa khác. Cháu có quyền được sống, được hưởng hạnh phúc làm người. Cháu sanh ra làm con trong gia đình thì cháu có duyên với chúng ta. Cả nhà hãy an tâm, đội ngũ bác sĩ tuy thực hiện ca ghép gan đầu tiên nhưng đã từng đi du học ở ngoại quốc. Hơn nữa, có các bác sĩ nước ngoài trực tiếp giám sát. Mạnh đã quyết định, không ai ngăn cản được anh và không ai có quyền ngăn cản khi người cha hy sinh cho con gái mình. Bệnh viện quân đội đang tiến hành các khâu chuẩn bị cho một ca ghép gan. Cháu Hạnh chưa đầy 10 tuổi là bệnh nhân, cha cháu là người chia nửa lá gan cho cháu. Đây là ca phẫu thuật ghép gan đầu tiên mà các bác sĩ Việt Nam thực hiện dưới sự tư vấn và giám sát của chuyên gia nước ngoài. Mary hết sức xúc động với tấm lòng của một người cha còn rất trẻ, chỉ trên 30 tuổi đời. Mary nghĩ tình cha con dẫu ở Tây Âu hay ở châu Á chẳng có gì khác nhau cả. Có khác chăng là thái độ của những đứa con đối với cha mình mà thôi. Như ở Mỹ, con có quyền gọi cảnh sát đến bắt cha khi cha nó lấy cây đánh vào mông dạy nó. Đó là vi phạm quyền trẻ em. Nhưng cha nó sẵn sàng cho nó nửa lá gan hay cả sinh mạng của mình. Đâu đó sẵn sàng, Mạnh nằm trên bàn mổ, không cần biết việc gì đang chờ đợi anh phía trước.
quy luật sinh tồn không thắng được bản năng làm cha. Mạnh nghĩ đến con gái lúc bình phục, được cấp sách đến trường, vui đùa cùng bè bạn, bao nhiêu sợ hãi tan biến. Bác sĩ gây mê hỏi anh vài câu, anh thấy hơi buồn ngủ, êm dịu, nhẹ nhàng, anh đi vào giấc ngủ mê man. Ca phẫu thuật diễn ra hơn 12 giờ, bác sĩ tách một nửa lá gan của anh, là cơ quan to nhất của tạng ghép sang cháu bé. Phẫu thuật gan là ca phẫu thuật vô cùng phức tạp, nhất là khâu giá gan. Nó không chắc như cấu tạo thịt, mà nó mềm nhũn, chỉ mạnh tay một chút là dở ra ngay. Phải cẩn thận trong mọi chi tiết, nhẹ nhàng, chính xác. Cuối cùng, các bác sĩ Việt Nam cũng đã thành công. Họ là những người thông minh, nhiệt tình và năng nổ. Mọi cố gắng của họ được đền đáp xứng đáng. Bước đầu, ca phẫu thuật đã được thành công. Điều lo lắng của bác sĩ sau phẫu thuật là sự đào thải của cơ thể khi vật lạ xâm nhập vào. Họ phải chích một loại thuốc để chống lại sự đào thải này. Cháu bé dần dần tỉnh lại, bình phục dần, các chỉ số kỹ thuật ổn định. Cháu đi cầu phân bắt đầu có màu vàng nhạt. Thế là gan hoạt động, nghĩa là ca phẫu thuật hoàn toàn thành công. Chỉ 3 ngày sau, Mạnh ngồi trên xe đẩy sang thăm con gái, khi vết thương anh còn đau nhói bên hông. Nhìn thấy cháu bé bình phục từng ngày rất nhanh, nhưng cha cháu thì ngược lại. Anh cố gắng đè nén cơn đau khi nhìn thấy con gái mình bình an vô sự. Anh nở một nụ cười nhẹ nhõm. Buổi sáng ban mai, ánh mặt trời chiếu qua sân bệnh viện vàng rực. Hai cha con họ làm thủ tục xuất viện. Hình ảnh của người cha đi nặng nề từng bước vì bên hông vẫn còn nhói đau. Bên đứa con gái yêu đã bình phục. Cháu đang vui đùa với con gấu bông. Chiếc xe taxi xa dần mút tầm mắt, chỉ còn để lại một vệt màu đen dài trên mặt đường. Mary đứng nhìn đến khi xe chở cha con họ mất hút trong bụi đường, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cô nhủ với lòng, cả cuộc đời này mình nguyện đem niềm vui đến cho toàn thể nhân loại. Cuộc sống này chính là cha mình ban cho. Cha không bao giờ chết, vì một nửa lá gan cha còn nằm trong lòng ngực mình kia mà. Cho dù là phương Tây hay phương Đông, cho dù sắc tộc màu da nào đi nữa, hễ trót làm cha, làm mẹ thì luôn có mẫu số chung là lòng hy sinh vô bờ bến cho con, không tiếc cả sinh mạng của mình. Có câu, tuy hùng dữ xưa nay khét tiếng, khi kiếm tìm được miếng mồi ngon, mẹ hùng nhường lại cho con no mẹ mới gặm bòn khúc dư. Nhân trung hiếu đạo. Người cha khốn khổ. Có một câu chuyện xảy ra tại đất nước Ấn Độ làm động lòng biết bao người con hiếu đạo. Tục lệ của Ấn Độ chết sáng chiều thiêu, chết chiều sáng thiêu rồi rải tro xuống sông. Rất ít ai khóc đám tang, vậy mà có một đám người ta lại khóc. Trong ngôi nhà đắp bằng đất, cao ngang ngực, nhỏ thó, tồi tàn, nằm ở ngoại ô Kushinara, một người đàn bà quê mùa khoảng hơn 40 tuổi và 4 đứa con, 2 trai, 2 gái, cũng độ 18 đôi mươi cả, đang quỳ bên xác người đàn ông. Lâu lâu có tiếng khóc nghẹn ngào của hai cô con gái, lòng họ se thắt lại, tiếc thương người chồng, người cha phải ra đi khi tuổi còn quá trẻ. Thông thường, phong tục ở đây ít ai nhỏ nước mắt cho người chết. Chết sáng thì chiều họ khiêng ra bãi đất trống, chẳng nhang đèn, cũng chẳng hàng rương. Họ chất phân bò thiêu, rồi gom xương vụn thảy xuống sông là xong. Còn nếu chết chiều thì sáng thiêu. Họ không bao giờ để lâu như phong tục ở Việt Nam, để 3-4 ngày, có khi hàng tuần, hàng tháng.
hay ở Thái Lan, họ mang vào chùa để ở nhà quan cả tháng. Gia đình khá giả còn để cả năm hoặc hơn mới đem thiêu. Lẽ ra anh không phải ra đi sớm thế này. Nếu... Người đàn ông đạp chiếc xe đạp kéo theo cái thùng xe quá tải phía sau, bên trên chất đầy hàng hóa. Anh cong lưng lên đạp, đầu chồm ra phía trước lấy sức. Nhưng chiếc xe cứ lì lại phía sau. Anh cứ cố thoát người lên, thoát xuống một cách nặng nhọc, gồng tất cả cơ chân, cơ tay, đạp và lái. Từ xa trông lại như chú kiến nhỏ bé, đơn thân độc mã, cố sức lôi cả xác con ếch khổng lồ về tổ. Anh đang nghĩ về bốn đứa con, vợ anh thì vụng về, quê mùa, không biết làm gì cả. Chỉ có việc bếp núc và lo cho con là hết cả thời giờ. Thu nhập chính trong gia đình chỉ có mình anh. Gia đình anh có truyền thống không làm nô lệ thì cũng làm nghề hạ bạc. Tổ tiên anh xuất thân từ giai cấp Thủ Đà La, là một trong bốn giai cấp ở Ấn Độ. Kunda chua xót với cái thân phận mà mình đã mang. Tuy xã hội Ấn Độ ngày nay, việc phân chia giai cấp đã không còn nặng nề như xưa, nhưng có mấy ai trong giai cấp nghèo hèn đó lại có thể vươn lên thành những bà la môn cao quý. Anh nhất quyết lo cho con ăn học đến nơi đến chốn, để chúng thoát khỏi cái nghèo mà muôn đời đeo đẳng theo cả dòng họ nhà anh. Cho chúng giới tới chân trời văn minh của nhân loại, không còn cảnh sống làm 10 đồng ăn hết 10 đồng đó rồi mới làm tiếp. Không còn tình trạng ở mái nhà làm bằng đất cao ngang ngực, trâu bò vào nhà ngủ thì người ra nằm ngoài trời. Cảnh hai vợ chồng có mỗi chiếc khố, chồng ra ngoài, vợ ở lại và ngược lại. Hay cảnh thức ăn và rau sống để vậy dí vào nồi mà không cần rửa nước. Nghĩ đến những đứa con, đứa nào cũng tốt nghiệp đại học, đứa nào cũng có địa vị trong xã hội, anh cảm thấy bao nhiêu mệt nhọc đều tiêu tan hết. Kunda là một trong những người chịu thương chịu khó bậc nhất ở làng anh. Từ sáng sớm đến chiều tối, không kể ngày hay đêm, hễ ai cần chở bất cứ thứ gì, anh liền đi ngay, miễn sao có tiền. Cả bốn đứa con đều phải gửi ra tỉnh học. Tiền thuê nhà, tiền trường, tiền quần áo, tiền sách vở, làm anh chạy dạy mãi vẫn không xong. Mỗi đầu những năm học, anh phải đi vay nợ để lo cho con, rồi trả góp lần. Cuộc đời anh không được phép bệnh. Anh chỉ cần không đạp xe một ngày là gia đình khốn khó ngay. Các con học hết phổ thông rồi lần lượt vào đại học. Thấy các con chăm học, anh cũng rất mừng. Bao nhiêu công sức bỏ ra chắc chắn sẽ được bù đắp xứng đáng. Nhưng học càng cao thì nhu cầu lại càng nhiều. Anh đã kiệt sức, nợ nần chồng chất. Mỗi năm qua thì nợ càng nhiều thêm lên. Mới hơn 40 tuổi mà trông anh như một ông già, tiều tụy, gầy còm, không có nổi bộ đồ lành lặn. Nước da đen cháy như cục than, cả ngày phơi dưới ánh mặt trời rực lửa. Tiền nợ trước không có để trả, chủ nợ đến đòi mắng nhiếc như ăn cơm bữa. Anh nhất định nuôi cho thằng con trai đầu ra trường, nó đi làm để nuôi các em nó. Mỗi khi vất vả, mỏi mệt, muốn buông xuôi, anh liền nhớ về Đức Phật. Nhớ đến 49 năm ròng rã, Đức Phật du hóa độ sinh còn gian truân trăm lần anh. Và anh hãnh diện, Đức Phật đã chọn quê hương anh để nhập Niết Bàn. Khi nhớ đến Phật, dường như mọi nỗi khổ niềm đau trong anh tan biến hết và anh tiếp tục sống. Giờ lại đến đầu năm học mới, không còn chỗ nào để có thể vay mượn. Các con anh cần phải tiếp tục học. Anh nghĩ cái gì cũng có giá của nó, nên anh quyết định bán bớt một cái võng mạc mắt. Trời sanh ra bộ phận nào hai cái thì ta có thể bán bớt một cái cũng chẳng ảnh hưởng là bao. Còn một con mắt, anh có thể đạp xe, anh có thể lao động bình thường. Thông qua gã cò buôn bán tạng, anh được dẫn vào bệnh viện. Qua kiểm tra một số chuyên môn chớp nhoáng, họ đã lấy đi giác mạc bên mắt trái của anh. Bù lại, anh được nhận 500 đô. Cái giá mà người chủ mua phải trả cho người môi giới
là 4.800 đô. Điều này anh không cần biết và anh cũng chẳng quan tâm. Điều anh quan tâm lúc này là cần đóng tiền trường và trang trải cho các con. Chỉ 2 lần đầu năm nữa thôi là anh có thể nhẹ người khi con trai đầu tốt nghiệp. Việc anh bán đi giác mạc, con anh không hề hay biết. Hàng tháng, anh vẫn gửi tiền cho chúng đều đặn. Anh động viên chúng cố gắng học. Bao năm trời trôi qua nhanh, chỉ còn 2 năm thôi mà. Sao thời gian lại chậm thế? Anh ước gì thời gian lúc này trôi qua nhanh như tên bay. Dẫu anh có già đi một chút cũng chẳng sao. Hết đêm rồi đến ngày, đầu năm học mới lại đến. Gia đình không dành dụm được đồng nào. Nợ nần tính lời tính lãi càng tăng thêm. Còn anh phải học, đó là điều không thể thay đổi được. Rồi anh quyết định bán bớt một quả thận bên trái. Anh nghĩ rằng cái gì bên trái thì chẳng giúp được nhiều vì anh thuận bên phải. Cuộc phẫu thuật diễn ra nhiều giờ liền. Anh mất rất nhiều máu, phải nằm viện hơn 1 tuần. Họ chỉ cho anh mấy viên kháng sinh và thuốc giảm đau cầm chừng, cho anh vài hộp sữa bò bồi dưỡng. Khi anh tương đối bình phục nhưng vẫn còn đau, họ cho xuất viện. Số tiền anh bán quả thận lần này cũng chỉ được 1.000 đô, trong khi người chủ mua trái thận của anh phải trả 30.000 đô. Điều này anh không được biết và cũng chẳng quan tâm làm gì. Không như mất một con mắt, mất một quả thận có khác. Sức khỏe anh bị sụt giảm nghiêm trọng, nhưng anh phải làm, anh phải kiếm tiền lo cho các con. Giờ đây, vác những bao hàng làm cho anh đau nhói như muốn nghẹt thở. Anh cố gắng dùng tất cả ý chí. Anh niệm Phật, cầu Phật gia hộ cho anh có thêm dũng khí. Anh cong lưng lên đạp xe, ruột gan như thắt lại, vết mổ như muốn dở ra. Sau khi mổ, bác sĩ khuyến cáo không nên làm nặng. Nhưng không làm thì không xong. Anh phải làm. Đời anh sanh ra là để làm. Ở ngoại ô Kusinara này, không làm thì lấy gì ăn? Trừ những người da mặt dày, tụ tập ở những nơi Phật tích, ngửa tay xin tiền của khách hành hương, một ngày chỉ cần 5 ruby thôi cũng ổn. Một hôm do làm quá sức, anh đã ngất xỉu. Anh không còn sức để làm những công việc nặng nhọc như thế nữa. Anh ao ước có được một ngày nghỉ ngơi, được ăn một bữa ngon trong bộ đồ lành lặn. Niềm mơ ước đó xem ra còn quá xa vời. Không thể tiếp tục đạp xe kéo, anh chuyển sang nghề nhẹ hơn là nghề đánh bạc. Anh đi hết sòng bài ven đường này đến chỗ khác, xem ai có vận may là anh quẳng vài ruby vào ké. Vậy mà cả ngày anh vẫn kiếm được chút ít. Có hôm anh về nhà nhẵn túi, trong khi bụng đói cồn cào, vì sáng giờ có chi vào bụng đâu. Đông sang rồi hè đến, mấy chốc những tán cây cũng sắp úa vàng. Một năm học mới lại đến. Đây là năm con trai đầu ra trường. Chỉ 1 năm nữa thôi, anh có thể ngồi uống nước trà, ngắm nhìn mùa long thọ trổ hoa. Có thể nằm nhà đắp chăn khi mùa lạnh đến. Có thể ngồi trước cánh quạt quay dù mỗi độ hè sang. Và không còn cảnh đội mưa kéo xe bên lề đường đầy cỏ dại. Gia đình không còn lấy 1 xu. Con anh phải học. Đó là nhiệm vụ, là sứ mạng, không thể khác được. Anh ngồi tính, cái gì trong người anh có 2 cái, anh đã chiết bán bớt 1 cái rồi. Từ trên xuống dưới chỉ còn có 1 mà thôi. Qua những tay cò mồi tư vấn, anh đi đến quyết định bán 1 phần lá gan. Cuộc phẫu thuật lần này tương đối phức tạp, thời gian kéo dài hơn mấy lần trước. Kunda mất rất nhiều máu, sức khỏe anh kiệt quệ thật sự. Nếu có kỷ lục về phẫu thuật, có lẽ anh cũng đạt. Trong 24 tháng, 3 lần phẫu thuật, 3 lần phải chịu đau đớn. Lần này anh nằm viện lâu hơn, họ chăm sóc anh cũng đặc biệt hơn, nếu không anh sẽ mất mạng như chơi. Vừa bình phục, anh có thể ăn được cháo, họ cho anh xuất viện ngay để anh ở lâu sẽ mang họa. Lần này anh nhận được 2.000 đô.
trong khi người chủ phải trả trọn gói cho lần phẫu thuật ghép gan là 250.000 đô. Anh không cần biết điều đó làm gì và anh cũng chẳng quan tâm. Anh không còn khả năng lao động được nữa, chỉ lê tấm thân đi thôi cũng đã là khó nhọc, huống là làm việc gì. Da anh xanh mét vì mất máu, anh bệnh hoạn liên tục. Có lẽ khi người bị yếu, khả năng đề kháng kém. Anh ho lũ khụ, mỗi lần ho là cả người anh rã rời, đau từ trong đau ra, lói bên hông mặt rất dữ. Tiền tháng phải lo cho các con thì không thể không có. Chỉ vừa cảm thấy khỏe một chút là anh lê thân đi các sòng cờ bạc tập trung từng nhóm gian đường. Thấy tụ nào đang đỏ thì ké vài đồng ruby. Chăm chú họ dở những lá bài như những người chơi chứng khoán chực chờ bên màn hình xem điểm, ghi lệnh, tay cầm ổ bánh mì dai nhách không một miếng thịt. À mà không, dân ở đây ăn chay làm gì có thịt kia chứ. Phải nói là không có mỗi miếng rau mới đúng. Nhìn tấm thân còm cõi, lưng khung như một ông già bệnh lao, anh nặng nhọc lê từng bước về nhà, mỏi mệt trong những buổi chiều hanh nắng. Thất thểu đếm từng xu, cẩn thận bỏ vào cái túi vải đeo nơi lưng quần làm bằng cọng dây nhặt bên đường. Cứ như thế, anh thoi thóp sống, hy vọng đến ngày con anh tốt nghiệp đại học. Cho đến một ngày, không ai còn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Con trai lớn của anh sắp sửa ra trường. Giá mà có ai mua cái xác này mổ xẻ để thực tập thì anh cũng làm giấy bán, ký tên trước, để sau khi chết các con anh được ít tiền xoay sở lúc khó khăn. Anh thấy choáng váng. Tấm thân lúc này như là một gánh nặng buộc anh phải mang nó. Anh cố gượng nhưng nó không tuân thủ, không thực hiện mệnh lệnh của anh ban ra nữa. Anh hướng về rừng Sala, nơi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, và cảm thấy vô cùng an lạc ra đi, trong khi miệng vẫn niệm câu Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Người cha khốn khổ chưa thực hiện xong ước mơ của mình đã vội trút hơi thở cuối cùng, như một hiệp sĩ già cưỡi con ngựa què lê lết ngã quỵ khi cuộc chiến chưa tàn. Ầu ơ, gió năm non thổi lòn hang chuột, thương con khờ đứt ruột đứt gan. Cha quỳ trước Phật vái gian, mong sao con dạy. Ầu ơ, mong sao con dạy bình an giữa đời. Trong 15 điều răn dạy của Phật có một điều: món nợ lớn nhất đời người là tình cảm. Nợ vật chất thì ta có thể tính trả bằng vật chất, bằng định lượng mà trả. Còn nợ ân tình, biết phải làm sao? Đừng tiếc like và comment khi xem video.